Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa theo một phương pháp mới giúp cây nhỏ phát triển nhanh và rễ khỏe mạnh hơn. Các bạn cần sử dụng một tép tỏi, cho vào 300ml nước ở nhiệt độ phòng. Các bạn sẽ để trong khoảng thời gian 4 giờ là chúng ta có thể sử dụng được. Các bạn cần sử dụng một quả trứng. Và hãy khoét một lỗ nhỏ ở đây. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Các bạn cần lựa chọn những cây hoa lan phát triển thật khỏe mạnh, vì những cây này dinh dưỡng rất nhiều. Và nên lựa chọn những phần nhô lên của cành hoa. Phần này đã khô tự nhiên nên các bạn không cần phải bôi gì vào đây. Và chúng ta sẽ cắt một vết xéo để giúp cho quá trình hút nước được dễ dàng. Các bạn gỡ bỏ lớp vỏ này ra để quá trình hấp thụ dinh dưỡng được dễ dàng hơn. Sau đó các bạn sẽ lọc lấy nước. Mình sẽ đặt cành hoa lan vào đây và để trong 20 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Sau đó chúng ta đặt vỏ trứng vào đây để khử khuẩn. Và các bạn sử dụng rêu. Dùng một chai nhựa có nắp đậy kín. Sau đó các bạn sẽ cho rêu vào đây.
Sau đó mình sẽ ghim cây hoa vào đây. Vỏ trứng có tác dụng rất tốt để giúp cho cành hoa không bị nhiễm khuẩn. Các bạn đặt cành hoa lan vào đây. Sau đó chúng ta cho nước vào. Và nước chỉ ngập một phần của quả trứng. Rêu sẽ hút ẩm lên. Cách làm này sẽ giúp cho độ ẩm duy trì và cành hoa lan không bị nấm mốc, rất hiệu quả. Và hãy dán cố định lại, sẽ tạo ra được một nhà kính thu nhỏ. Độ ẩm luôn được duy trì. Và hãy đặt ở những nơi thoáng và có ánh sáng. Cách làm này sẽ giúp cho cây nhỏ phát triển rất nhanh. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Cây nhỏ đã bắt đầu phát triển. Các bạn không cần phải thay nước. Và chúng ta chỉ bổ sung nước vào đây thôi. Kết quả rất tuyệt vời. Khi độ ẩm được duy trì trong quả trứng này, và cách làm này sẽ luôn giúp cho cành hoa được bảo vệ tốt hơn. Mình sẽ tiếp tục đặt vào đây. Các bạn vẫn dán kính lại như thế này. Kết quả sau 2 tháng tiếp theo, cây nhỏ đã được hồi sinh. Cây đã phát triển được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Và những chiếc lá cũng đã xanh, cứng cáp hơn. Bây giờ các bạn sẽ cho cây ra bên ngoài để giúp cây phát triển được tốt hơn. Mình có tạo nhiều phụ đề bằng những ngôn ngữ khác nhau. Các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.